Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Thì hôm nay thì em tiếp tục về cho anh em một số những cái hàng bãi mới về. Thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Lần này về thì có một số cái hàng của B33 kênh này, rồi hàng của DBMX600 này và một số mặt hàng của vàng ETC sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Hôm nay thì em sẽ quay chi tiết cho anh em về con đầy ba kênh của B33 với mã số AR1235 anh em nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Thoải mái cho anh em ở trong gia đình. Cái lô hàng đợt trước thì em đã hết cách đây khoảng 2 tháng. Thì đợt này về được cái hàng nó rất là đẹp anh em nha. Vì hàng em nó chọn lọc được từ bên kia thì nó rất là đẹp. Thì hàng đẹp thì bên em mới nhập vào. Đây. Đấy, quay cho anh em xem. Đây là một con tí em sẽ thử cho anh em này. Đấy. Và đây. Hàng đẹp này số lượng nó không có nhiều anh em nha. Ồ, hơn chục con thôi là hết rồi. Đây. Em nhìn này. Ba kênh nha. Đây. Ba kênh rất là đẹp luôn. Đây. Của B3 Tetatri AR Series 1200 ba mã này, Professional 3 Channel. Đấy. Ở đây thì công tắc nguồn đây. Tất cả là còn bông mút đầy đủ hết anh em nhé. Và mặt rất là đẹp. Mặt rất là đẹp nhé. Đấy. Quay lại chi tiết cho anh em xem. Đấy, tay sách đầy đủ luôn. Không có nào thiếu tay luôn. Đấy. Mình sẽ quay con này để nằm xuống cho anh em nhìn dễ hơn này. Công tắc nguồn của dòng B3 này thì đây là dòng size 2U. Size 2U anh em nhé. Thì nó dày khoảng 8cm thôi. Đấy, bề mặt dày này. Công tắc nguồn nằm bên tay trái này. Một cái logo thương hiệu của B3. Đây. Đấy, AR1200. 3 la mã anh em nhé. 3 la mã. 3 kênh. Đây là cái phần 3 kênh của nó này. Thì anh em nhìn từ bên phía bên tay phải sang thì kênh A đầu tiên này. Sau đến kênh B, kênh C này. Trên đấy thì sẽ có đèn báo nguồn này, đèn báo tín hiệu này, cũng có trừ 32 dB cho đến nó nháy cho đến 3 dB. Đèn trên cùng là đèn 0 dB anh em nhé. Đèn 0 dB là sẽ màu đỏ. Đấy, cũng có 5 cái đèn này. Khi đánh thì tín hiệu rất lớn nó mới nháy được anh em nhé. Chiết áp xịn zin luôn này, áp xịn zin luôn, và rất là sướng luôn. Đấy, và đây là phần mặt trước của nó. Đối với dòng ba kênh như thế này thì anh có thể kết hợp để sử dụng, ví dụ như là kênh C mình có thể chơi súp này. Kênh A, kênh B thì mình có thể chơi loa full. Hoặc là anh có thể chơi làm kênh A đánh một cặp loa, kênh B đánh một cặp loa và kênh C chơi súp cũng được. Hoặc em sử dụng cả ba kênh này đều đánh loa vẫn được bình thường. Đánh full bình thường em nhé. Ví dụ kênh A, kênh B đánh cặp 40, kênh C đánh cặp 25. Nó rất là tiện ở trong khi mình kết hợp với một con vàng. Một con vàng số rất tiện, rất là hợp. Đấy, vì phòng sử dụng nhiều loa thì nó mỗi một loa có chịu một giải âm thanh riêng. Thì cho cái âm thanh nó tách bạch nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ở dưới đây là một con đẩy MX600, con này là mặt phay nhôm. Đây còn là hai kênh em nhá. Đấy, ba kênh. Ok, bây giờ sẽ cho em xem cái phần mặt sau của cái cục đẩy này. Mặt sau nhá, mặt sau của B3 này. Ok. Ok, mời quý vị và các bạn xem phần nội thất của cục đẩy B3 ba kênh với mã số AR1235 anh em nhá. Với cái lô hàng đợt này về rất là đẹp, rất là mới. Hàng bãi còn rất đẹp anh em nhá. Đấy. Ba kênh, kênh A, B, C. Đấy, sử dụng thoải mái cho anh em có thể chơi những cặp loa 40, súp 40, 50. Chơi thoải mái, tiếng rất sáng, trong sạch và rất là êm. Đấy. Thiết kế mặt rất là đẹp anh em nhé. Đấy, 4 cửa sổ hút gió ra đằng sau. Đấy. Mặt thiết kế màu vàng đen. Đấy. Đấy. Mặt lưng này. Lỗ thoát gió bên hông này. Đấy. Đây là mặt sau anh em nhé, mặt sau.
Thì hôm nay thì nó sẽ có ba cái đường tín hiệu vào A, B, C. Sẽ có ba đường ra A, B, C, đầu vào đầu ra. Và trên các cái đường gạt link này thì đã được gạt sẵn hết cho anh em rồi nhá. Đấy, các chế độ đánh rồi. Đấy, công suất con này thì đạt đến 900W một kênh. Đấy, 900W một kênh anh em nhá. Ba kênh. Bây giờ mình sẽ mở nội thất cho anh em xem. Đấy. Bên là phần nội thất của đẩy B33 kênh anh em nhá. Anh em nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đấy. Sẽ quan sát cho anh em xem này. Bao dây le nguồn ra này. Đây. Đây. Đây là nguồn vào này. Cục đẩy ba kênh nhá. Bên này có hai vỉ này, bên này có một vỉ này. À, cái này nó làm chung mẫu cho cả đẩy 4 kênh, nhưng mà con này làm mã 3 kênh. Công suất rất lớn, mạch B3 anh em nhá. Nhìn anh em có thể nhìn thấy cái miếng nhôm này nó rất là sáng, đẹp. Mạch thì những cái mũi hàn nó là sáng trong. Đấy, hầu như là không có một tí bụi nào anh em nhá. Rất ít bụi, một chút ở cái quạt này thôi. Cái quạt này. Đấy, bụi một chút ở cái quạt này thôi. Đấy. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, quạt này. Sử dụng một cái biến áp nguồn xuyến này. Đấy, rất là đẹp nha. Biến áp nguồn xuyến này cực kỳ khỏe. Sử dụng một dàn tụ là 2, 4, 6, 8, 10 10 con tụ với dung lượng tụ 50V và 10.000 microfarad. Tụ xịn, tụ chịu dung lượng cao anh em nha. Dòng này thì khi mà nó đánh nóng lên thì nó sẽ nối tiếp nhau vào. Thì chỗ những cần tụ này nó sẽ lên đến 100V để đánh nối tiếp nhau. Đấy, cứ một đôi này là nối tiếp nhau anh em nha. Đấy, theo sơ đồ như vậy. Có mạch nâng tiếng này, mạch nâng tiếng đầy đủ hết cho anh em nhé. Đấy, vì biết mạch kích tiếng ở đây. Đấy, đấy. Mạch rất là đẹp. Con này thì không phải suy nghĩ ngợi gì cả anh em nhé. Đấy. Dòng 3 kênh thì nó tiện lợi cho anh em có thể chơi những cái cặp loa khác nhau. Chơi nhiều cặp loa khác nhau. Hoặc là liên có thể đánh kết hợp giữa đánh full và đánh súp anh em nhé. Đánh full và đánh súp rất là tiện lợi. Và đợt này lô này hàng về thì nó rất là mới nên giá nhập nó rất là cao, nhưng mà em vẫn cố gắng giữ được cái giá bán từ trước này là bán cho anh em là giá 4,5 triệu một cục anh em, cho anh em nào nhanh tay đặt. Tại vì lô hàng này thì nó đẹp đều như nhau, số lượng rất là ít thôi, nó khoảng chục con thôi. Hôm qua về thì đã bán mấy cục rồi, thì hôm nay chỉ còn độ 89 cục thôi, 8 cục anh em nha, để anh em có thể xem. Và nếu anh em nào kết sản phẩm này thì có thể liên hệ Nghĩa Đô để đặt hàng sớm anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test lên chất âm cho mọi người cùng nghe xem nhé. Ok, đây là phần mặt sau của đẩy B3 anh em nhé. Thì nó sẽ gồm có 3 cái tín hiệu vào là kênh A, kênh B, kênh C. Nó tương ứng ta đưa ra 3 cái chiết áp trình đằng trước là chiết áp A, B và C anh em nhé. Đấy. Bên trên cái chiết áp này thì nó cái đường vào này là dạng cổng canon nhé. Thì nó sẽ có một cái cần gạt, đấy là gạt gain. Gạt độ lớn, độ nhạy và độ lớn của cái tín hiệu đầu vào. Thì em đang để mặc định của nó là 0,75V anh em nhé. Nếu anh em sử dụng này mà đánh những con loa nhỏ, công suất nhỏ thì anh em gạt xuống 32dB. Còn những con loa tầm 25-30-40 thì anh em để 0,75V nhé. Đấy, 3 kênh, 3 đường vào riêng và 3 đường ra riêng. Thì đối với đường ra thì nó là cái dạng Spectrum anh em nhé. Đấy, đấy, cái dạng Spectrum mà khóa này. Kênh A, kênh B và kênh C. À, bên em một số thông số và series của nó anh em nhé. À, ok. Ok, bây giờ em sẽ test thử chất tiếng một chút cho anh em cùng nghe nhé. Đây là có con ba kênh B3 và một con vang X6. Đấy, thử cho anh em xem. Người tâm tư linh thương, ngước nhìn hoa tim rụng, tình sao vờ. Người xưa
của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên. Sang em test ở trên cái cục đẩy 3 kênh của AR Hàng Bãi anh em nhé, với công suất 900W một kênh nhân 3. Thì ở đây thì giá tại Nghĩa Đô với giá là 4 triệu 500 nghìn một con anh em nhé. Số lượng rất là ít, anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp với Nghĩa Đô để có thể đặt hàng. Còn những cái sản phẩm khác như là sản phẩm 2 kênh hay sản phẩm 4 kênh hàng mới thì em sẽ làm trong cái video lần sau anh em nhé. Nghĩa Đô xin chào tất cả quý vị và các bạn vào những video lần sau.